lòng em quý em rung lúc ngàn bờ tre ru mát thấp thoáng trắng những cánh cò. Long An của yêu Bình Nhân Vũ chào các anh chị các bạn. Nước Long An nằm đây nè canh bắt chuột ai được cái số không thích quay phim thôi. Trời ơi đuổi tôi nữa nè, cái con cha này cho đuổi tôi nè. Có chuột không? Well,
lúa này lúa gì đó. 504 cái gì ta? Sao nè? Bụng nhé. Hộp nó dài. Chở người ta chở 5 bao, nội chở 2 bao mà mới vịnh nữa. Đổ vào xăng luôn nha. Chắc thêm 3 bao nữa. Không chở 2 bao. Dây xe 68G Kubota. Đây. Anh chú là chủ ruộng nè, làm giác lúa. Đâu bây giờ bà từng bà đã lúa luôn, gớm. Bẻ đi. Lúa này là chắc nhiều nè. Lúa này chắc học chắc nhiều nè. Hát đi chẳng hạn. Rồi, cầu kia cũng đã lúa luôn kìa. Giác lúa nha. Qua cầu. Cầu nhìn chìm. À, chắc 4 bao đi nha, chắc chở có 2 bao. Hả? 4 bao chở không nổi hả? Lúa xem ra.
Chợ rơm hả? Chợ rơm hả? Trời ơi, cho con nhỏ nó qua rồi kìa. Ghẹo đó. Được không? Được được, dẫn xe qua. Rồi, trời, nhỏ nó không chịu chạy luôn hả? Trời, ông còn mồi thuốc ông hút nữa. Ông mồi thuốc ông hút nữa. Rồi, lá đơn. Ông này ông chạy yếu. Hai bao. Chạy là bỏ lúa. Chạy là bỏ lúa rồi, kiểu video kết thúc đây mình chị các bạn. Kênh Long An dấu yêu, cảm ơn các chị rất nhiều, chúc sức khỏe.